sâu lắng là vẻ đẹp riêng của Huế. Nét duyên dáng yêu kiều ấy được điểm tô thêm bởi chất thơ lắng dịu hồn hậu tỏa ra từ hương giang êm đềm thơ mộng, từ những lâu đài thành quách gác tía lầu son u hoài cổ tịch. Người ta nói Huế là thành phố thơ, là bài thơ đô thị tuyệt tác, mà từng ngôn ngữ âm thanh huyền diệu của nó chính là những gì Huế đang ôm chứa, nâng niu gìn giữ, đang thăng hoa giá trị để nhân loại tôn vinh là di sản văn hóa thế giới. Còn đây, bóng dáng xưa cũ hiện về lung linh huyền ảo trên từng di tích cổ. Dẫu không còn vẹn nguyên, nhưng sự hiện tồn của những quần thể kiến trúc cố đô có một ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa Huế. Đó là niềm thương, nỗi nhớ, là tiếng lòng của người dân Huế, là một phần của lịch sử Huế, bi ai và hùng tráng. Dịu dàng trầm mặc vốn là nét duyên thầm của Huế. Cảnh sắc ấy khiến lòng người bâng khuâng dịu vợi hơn. Huế nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Hơn một thế kỷ qua, trong thẳm sâu tâm thức của người dân Huế là tình cảm sâu lắng thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu. Lúc này đây, trong mỗi chúng ta bồi hồi xúc động khi tưởng nhớ lại những kỷ niệm thân thương về Bác trên đất cố đô lịch sử từ trăm năm trước. Phần lớn thời niên thiếu của người gắn bó bền chặt với Huế. Huế có niềm vinh dự và tự hào là một trong những nơi nuôi dưỡng, hun đúc và chắp cánh cho một thiên tài. 10 năm ở Huế là quãng thời gian đặc biệt có ý nghĩa đối với sự hình thành tài năng và nhân cách của người. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhận định, thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học. Những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Khách tham quan biết đến Huế thì họ thường biết đến cái danh lam thắng cảnh, đặc biệt là cái quần thể di tích Triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận. Và ít người biết đến ở Huế ngoài di sản thế giới còn có là cái hệ thống di tích và nhà bảo tàng Bác Hồ, nơi lưu giữ những cái hình ảnh và hiện vật về quãng đời của Bác và gia đình Bác đã từng vào sống ở Huế 2 giai đoạn trên dưới 10 năm. Chúng tôi rất là vinh dự được tỉnh và Sở Văn hóa Thông tin giao cho nhiệm vụ gìn giữ, tôn tạo và phát huy cái hệ thống di tích đó và đặc biệt là nhà bảo tàng để nhằm thu hút và giới thiệu cái cuộc đời, đặc biệt là cái giai đoạn 10 năm Bác và gia đình Bác ở Huế. Ta lại đi trên những nẻo đường xưa Bác đã từng qua. Có khác chăng quanh ta giờ đây là cả bầu không gian cao rộng. Hương giang khởi sắc, đâu còn buồn lặng trong hoàng hôn tím sẫm. Nghe tiếng thời gian vọng lại đâu đây, tiếng trống thành điểm, tiếng ngựa hí bên trấn Bình Đài, hay tiếng súng lệnh vang lên từng thời khắc. Những âm thanh ấy, hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm hồn trẻ thơ của Bác khi lần đầu tiên theo cha mẹ vào Huế năm 1895. Trên đường Đông Ba xưa, căn nhà này đã gắn bó với gia đình Bác trong suốt 6 năm. Căn nhà giờ đây đã được sửa sang tu bổ,
nhưng vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc cũ. Vốn xưa, ông cử Nguyễn Sinh Sắc nhận lại từ tay một người bếp già trong đội lính Khố Vàng đã mãn hạn đăng lính. Gian nhà xinh xắn được ông cử Sắc bố trí gọn gàng, ngăn nắp và hợp lý, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho một gia đình có 4 người. Dù gia cảnh bần hàn, nhưng trong căn nhà này không khí thật ấm cúng và luôn ắp đầy tình thương yêu. Đó là tình yêu bao la của người mẹ, sự nghiêm khắc mà bao dung của người cha, hết lòng vì con trẻ. Ai đã từng trải bước chân chuyên mới thấu hiểu hết nỗi lòng người vợ, người mẹ. Thương chồng, yêu con, bà Hoàng Thị Loan tảo tần hôm sớm, đêm đêm mòn chân bên khung dệt, kiếm gạo nuôi chồng ăn học, dạy con nên người. Trong cái thời gian mà ông Sắc và cậu Cả Khiêm đi vắng, thì mặc dù bệnh nặng nhưng mà bà Loan vẫn gượng dậy quây tơ dệt vải trang trải cho cuộc sống gia đình. Hình ảnh người mẹ một tay đưa võng ru con và một tay quây tơ dệt vải để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm hồn của bà Hồ. Sau này trong thời gian hoạt động ở trên đất Thái Lan, một lần nghe chị chủ nhà là Việt Kiều ru con, sáng sau bà Hồ đã nói với các đồng chí đi đường xa nhà chấp đà mấy niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Căn nhà này là một phần tuổi thơ của bác. Ở đó chất chứa bao kỷ niệm vui buồn, dồn nén bao nỗi đau mất mát. Người càng thấm thía nghĩa tình sâu nặng của người dân lao động xứ Huế. Nghĩa tình ấy là những giá trị đích thực, góp phần hình thành nên nhân cách đạo đức, chủ nghĩa nhân đạo và nhân văn Hồ Chí Minh. Về là về Nam Giang.
cảnh sắc Huế càng trở nên quyến rũ đầm thắm khi ta về thăm những xóm làng ngoại ô, về với những khu vườn sum suê tỏa bóng trái ngọt bông sai. Những hàng cây vươn cảnh chới với dưới bầu trời vô định, in bóng dưới làn nước mênh mang, lúc tan ra khi chụm lại theo gợn sóng lăn tăn. Đến với Dương Nỗ không phải là ta đến với một làng quê điển hình trong phong cách sống nhà vườn ở Huế, mà đây là dịp tìm về cội nguồn những kỷ niệm thiêng liêng yêu dấu của Bác Hồ kính yêu gửi gắm lại trên mảnh đất này, trong căn nhà này. Sau khoa thi hội năm Mậu Tuất 1898, gia cảnh ông Nguyễn Sinh Sắc trở nên khốn khó. Để san sẻ gánh nặng gia đình của người vợ hiền thục tảo tần, ông cử xác cùng hai con chuyển về làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, nhận dạy học thêm trong nhà ông Nguyễn Sĩ Độ và tiếp tục rùi mài kinh sử chờ khoa thi tới. Căn nhà ba gian hai trái đơn sơ mộc mạc nhưng được bài trí đẹp mắt, tiện lợi cho việc dạy học, học thi và sinh hoạt thường nhật của ba cha con. Thời gian Bác ở Dương Nỗ không dài nhưng thực sự có ý nghĩa đến sự trưởng thành của người trên nhiều phương diện. Được tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, các môn sinh đàn anh, những người dân quê thật thà chất phác và đặc biệt là sự bảo ban nghiêm khắc của người cha mẫu mực. Trong tâm hồn người, ngọn lửa của trí tuệ, của niềm tin, của tình nhân ái bao la đã được thắp sáng. Làng quê dị ngọt ấy có bến nước, dòng sông, gắn bó cùng người bao kỷ niệm. Thật tuyệt diệu mà giản dị vô cùng. Được sống chan hòa cùng với gió nước trăng sao, mây chiều sương sớm. Tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng trong tâm hồn người. Cũng từ những điều giản dị ấy mà tăng thêm gấp bội phần. Trong quãng đời thơ ấu êm đềm trên đất Huế, nỗi mất mát lớn nhất đến với Bác thật đột ngột khi người mẹ kính yêu lặng lẽ qua đời. Hôm ấy, ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 1901, kinh thành Huế nhuộm màu ảm đạm. Bà Hoàng Thị Loan ra đi ở tuổi 33 đầy xuân sắc. Mộ bà trên đỉnh núi Bân bốn mùa gió lộng. Năm 1922, hài cốt bà được đưa về an táng tại Nghệ An. Nhà bia này được dựng nên bằng tất cả tấm lòng của người dân xứ Huế tưởng kính tri ân bà, tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam suốt đời tần tảo, hết lòng vì chồng, vì con. Đêm đêm, bên khung dệt này dưới ngọn đèn mờ tỏ, bà đã thắp sáng lên ngọn lửa của niềm tin, của tương lai. Ngọn lửa ấy rực sáng mãi trong tim người Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Năm năm xa Huế, niềm thương nhớ mẹ chưa nguôi giờ lại trào dâng khôn dứt. Năm 1906, người theo cha trở lại Huế. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ nhiệm làm thừa biện bộ lễ. Ba cha con về sống trong một căn hộ nhỏ ở dãy trại nằm trên đường Đông Ba trong thành nội, nay là nhà số 47 phố Mai Thúc Loan. Di tích này nay không còn nữa. Gần 10 năm sống ở Huế, ký ức người ắp đầy những kỷ niệm. Nhưng có lẽ tình cảm nồng nàn sâu đậm nhất người dành cho dòng Hương Giang yêu dấu với cầu chàng tiền tuổi thơ áo trắng yêu kiều, với Phú Văn Lâu trầm tư soi bóng nước lung linh. Những năm học ở trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba rồi Quốc học Huế, thực tiễn cuộc sống và những kiến thức thu nhận được đã giúp người hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân. Hòa mình trong đời sống của nhân dân lao động Huế, người càng thấu hiểu nỗi đắng cay của người dân mất nước. Năm tháng ấy đã góp phần hình thành tư tưởng yêu nước, hun đúc nên ý chí và bản lĩnh của người. Có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa châu Âu, tư tưởng tiến bộ của Tây Âu qua sách vở, người càng khát khao muốn tìm hiểu sự thật về những khái niệm tự do, bình đẳng, bác ái. Đặc biệt,
tư tưởng yêu nước của các bậc chí sĩ, các nhà cách mạng Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của người lúc bấy giờ. Sau sự kiện tham gia ủng hộ phong trào chống thuế ở Trung Kỳ tháng 4 năm 1908, người buộc phải thôi học. Tạm biệt Huế, tạm biệt mái trường quốc học thân yêu. Từ năm 1909, người bắt đầu cuộc hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương. Theo cái thống kê mới nhất của chúng tôi thì hiện nay có trên dưới 20 di tích và địa điểm di tích có liên quan đến cái khoảng thời gian mà bác và gia đình bác sống ở Huế. Trong đó có 4 di tích đã được xếp hạng quốc gia, đó là di tích 112 Mai Thục Loan, di tích nhà lưu niệm Dương Nỗ, đình làng Dương Nỗ và trường Quốc học Huế. Chúng tôi đã có cái đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy các cái di sản di tích này và đã được tỉnh chấp nhận. Hy vọng là trong một thời gian không xa nữa, cùng với cái bảo tàng khang trang và đang từng bước được hoàn thiện, thì chúng tôi có thêm một cái hệ thống di tích là cái phần hồn. Phải nói rằng là đây là cái mấu chốt của cái di sản Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, thì chúng tôi sẽ từng bước tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị để nhằm đáp ứng một cái nhu cầu là khách đến tham quan ở Huế không chỉ đến với các lăng tẩm, những cái danh thắng của Huế, mà còn đến với di tích Bác Hồ qua cái hệ thống di tích này như là những địa chỉ đỏ. Giá trị lịch sử văn hóa của quần thể di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình người ở Thừa Thiên Huế đã được khẳng định. Trong nhiều năm qua, với những cố gắng vượt bậc, cán bộ nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động khoa học nhằm kiểm tra đánh giá hiện trạng các điểm di tích, có kế hoạch thu thập sưu tầm tài liệu, trưng bày và giới thiệu cũng như trùng tu các điểm di tích đã xuống cấp. Đây là việc làm đòi hỏi tính khoa học nghiêm túc, đòi hỏi tinh thần, thái độ và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ nhân viên bảo tàng. Sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của họ trong công việc chính là thể hiện tấm lòng yêu kính biết ơn vô bờ bến đối với bác. Do nhiều điều kiện khách quan chi phối, nhiều tư liệu lịch sử quý giá liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình người trong thời gian sinh sống ở Huế đã bị mai một phần nào. Cho dù hiện nay số lượng hiện vật trưng bày ở bảo tàng vẫn còn ở mức độ khiêm tốn, nhưng bằng những chứng cứ tin cậy từ những bức ảnh đã ngả màu thời gian hay qua những mô hình phác họa được dựng nên bằng sự tìm tòi suy ngẫm sáng tạo, bằng nội dung giới thiệu xúc tích cô đọng và truyền cảm, người thăm bảo tàng nhận thức sâu sắc về cuộc đời bác từ những năm tháng thơ ấu đến lúc trưởng thành trên đất Huế, hiểu rõ sự gắn bó bền chặt giữa bác với xứ Huế đến nhường nào, cũng như tình cảm dạt dào của người dân Huế dành cho bác và gia đình chân thành, ấm áp biết bao. Khoảng 20 di tích lưu niệm về bác và gia đình người ở Thừa Thiên Huế chính là những di sản văn hóa vô giá của cả nước, của Huế nói riêng. Đó là một phần quan trọng đầy ý nghĩa trong đời sống tinh thần của Huế hôm nay và mai sau. Dòng xưa bến cũ còn đầy ắp bao kỷ niệm thân thương của người. Từ nơi này bác ra đi mang theo trong trái tim mình tình yêu bao la của Huế. Huế mãi mãi vẹn nguyên chung thủy cùng người. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ rằng rạc đến hiền năm. Để sáng nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.